Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Những bạn nào mà có tham gia cái kèo Rennet của sàn Rimitano thì vài ngày qua cũng khá là háo hức khi trước cái sự kiện mà Rennet sẽ lên mainnet. Thì ngày hôm qua khi mà chính thức Rennet được list trên sàn Rimitano thì có lẽ cái tâm lý của nhiều anh em cảm thấy thất vọng nhiều hơn là thấy thích thú, bởi vì cái số lượng coin mà các anh em đào được, tích lũy được suốt hơn một năm qua thì đã bị gần như khóa hết lại trong cái ví của anh em ở trên sàn. Ở đây mình tích lũy được 141, tuy nhiên thì bị trừ mất 2 coin, lý do vì có lẽ là cái rep mà đào Rennet ở tuyến dưới mình họ chưa KYC được, nên là mình bị trừ cái phần thưởng đấy. Tuy nhiên thì các anh em trước khi mà lên mainnet thì rất háo hức, có thể swap, có thể xả được cái đồng coin mình tích lũy được hơn một năm qua. Tuy nhiên thì cảm thấy hết sức thất vọng khi mà đã bị khóa gần hết, gần như không nhiều thì ít, các anh em bị khóa tương đối, mình thì chỉ được còn có 1,6. Thì khác với cái dự đoán giá ban đầu của Rennet là 0,1 đô la Mỹ một Rennet thì giá của ngày hôm qua thật sự rất là ảo các bạn ạ. Đây, 1,6 Rennet của mình quy đổi ra tiền Việt nó rơi vào tại cái thời điểm cao nhất có thể lên đến là 8,1 triệu đồng đấy. Tuy nhiên thì những cái con số này thật sự là chỉ để ngắm thôi các bạn ạ, chứ chả có thể làm được gì, bởi vì ở đây có một số các anh em khoe là có đến các bước swap, nhưng mà có lẽ cái số lượng mà anh em đến được bước này thì đếm trên đầu ngón tay và cũng chưa thấy xác nhận là cái lệnh này đã được khớp. Và đến thời điểm sáng ngày hôm nay thì những bạn nào mà vào trang Rennet thì gần như là đã bị sập hoàn toàn, không kết nối được với máy chủ đấy, lỗi xảy ra liên tục. Đó thì chứng tỏ sàn Rennet thì mang lại nhiều cái cảm giác thất vọng hơn cho anh em chúng ta, vì không đáp ứng được những cái số lượng giao dịch nó tăng đột xuất trong cái ngày mà Rennet lên mainnet như vậy, và thậm chí thì không thể swap hay là nói chung là bất kỳ một điều gì. Mua thì các bạn có thể mua được nhá, đấy rất là buồn cười, nhưng mà swap sang USDT thì gần như là không làm được. Có vẻ như sàn đã để đánh mất điểm trong cái có vẻ như sàn nó bị mất điểm trong mắt của các anh em đang đầu tư coin đó. Thì cái việc làm này của Rennet có lẽ sẽ cần phải khắc phục sớm nếu Rennet muốn lấy lại lòng tin của anh em đầu tư. Thêm một cái lời khuyên nữa từ kinh nghiệm bản thân mình, trong cái thời điểm mà giá nó đang cao ngất ngưởng như thế này, các bạn đừng có dại gì mà mua vào, rất có thể các bạn sẽ rơi vào cái vòng tròn, cái vòng xoáy bơm xả của những đối tượng cá mập, cũng có thể là những chiêu trò của sàn, những đối tượng mà có cái nguồn lực đầu tư lớn họ đẩy giá lên, sau đó khi mà mọi người FOMO lao vào thì tại tại cái thời điểm mà giá rất cao như thế này đấy, sau đó họ quay đầu họ xả thì gần như các bạn sẽ mất trắng đấy. Kinh nghiệm của bản thân mình là như thế. Thế nên là nếu mà các bạn có thể swap được từ các cái đồng coin các bạn tích lũy hơn một năm vừa rồi thì các bạn hãy làm, chứ còn đừng có mua vào để đu theo cái giá đỉnh như thế này, rất nguy hiểm các bạn nhá. Các bạn sẽ có khả năng mất trắng cái số lượng mà các bạn đầu tư vào đấy. Tuy nhiên thì bạn muốn swap thì mình như mình phân tích ở phía trước clip ấy, rất khó, thế thôi, nên là anh em chờ. Chứ còn giá cao như thế này thì cũng chỉ để ngắm thôi. Thật sự mình với cái số tiền mà có thể quy đổi được như thế này, mình thích lắm đấy, muốn đổi một cái điện thoại mới, nhưng mà tuy nhiên thật sự là khó luôn. Khóa 5 năm như thế này thì đúng là chỉ để làm cảnh thôi, chứ còn khóa còn lâu hơn cả dự án P Network. Thật sự là buồn, nên là có vài cái tâm sự như thế gửi gắm các anh em. Chúc các anh em tỉnh táo trong những cái kèo đầu tư như thế này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong các clip tiếp theo của chúng mình nha.